cẩu siêu to khổng lồ đang cẩu một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ui xe cần cẩu siêu to khổng lồ thở cẩu một chiếc xe máy xúc cát luôn này. Xe cần cẩu cũng cẩu một chiếc xe máy xúc cát con lợn này. Ui xe cần cẩu cẩu xe nu đường này các bạn ơi. Ui xe cần cẩu móc cẩu một chiếc xe cẩu gỗ. Ui xe cần cẩu móc cẩu một con chó. Ây xe cần cẩu móc cẩu một chiếc xe lưng hàng này các bạn ơi. Ui xe cần cẩu cẩu xe xúc đật này các bạn. Ui đây là máy xúc cát này. Ui xe máy xúc cát to khổng lồ. Ui xe bồn trụ bê tông siêu bự này các bạn ơi. Ui toàn là xe rồi. Ừ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu cẩu một chiếc xe lưu đường bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lưu đường bằng sắt nguyên khối. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu. Ui đây là xe cẩu bu li nhá. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu gỗ này các bạn ơi. Ui chiếc xe vận tải vận cẩu này xịn lắm các bạn ạ. Ui các bạn ơi, đây rồi, đây là một chiếc xe xúc đặt này đó. Ui mình lấy ra cho vòng xem nhá. Đây đây là một chiếc xe ủi cát nha. Đây là một chiếc xe xúc đặt đấy các bạn ơi. Ui các bạn nào có cho ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe lâm hàng này. Đây là một chiếc xe chuyên lâm hàng này các bạn ơi. Ui đẳng cấp chưa? Ui máy xúc cát này. Đây đây là xe xúc lật này các bạn ơi. Ui đây rồi, đây là một chiếc xe nu đường này các bạn ơi. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe, bốn chiếc xe luôn. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe container, hộp xe container rất là mới này. Nào bây giờ mình lấy ra. Ui xe container bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Đây là xe container bằng sắt nguyên khối đấy các bạn ạ. Wow cậu này đẹp chưa nào. Xe pip 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 này các bạn ơi, pip 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 này. Đây là một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân này các bạn ơi. Hay chưa xe cảnh sát chở phạm nhân đấy các bạn ạ, đẹp quá. Ui các bạn ơi, bây giờ mình xem ở đây có chiếc xe gì xịn không nhá. Các bạn nhìn thấy xe gì xịn với phương mình nào. Đây là một chiếc xe mô tô này, đây là một chiếc xe máy cảnh sát này các bạn ơi. Ôi đây là một chiếc máy bay chở khách này các bạn ơi. Ui đây là một chiếc máy bay chở khách rất là xịn đấy, bay lên bầu trời, bay lên bầu trời. Ui hạ cánh ạ, bay lên bầu trời, bay lên bầu trời. Wow. Ui đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông con chó này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông con chó rất là đẹp này các bạn ơi. Ui đẳng cấp chưa. Wow. Đây nữa, mình lại tìm thấy một con khủng long trong suốt này. Đây là một con khủng long ôm một quả trứng này. Khủng long bạo chúa ôm một quả trứng. Pu 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 pu. Ui khủng long ôm quả trứng này ngầu quá các bạn ạ. Mình rất là thích con khủng long bạo chúa này luôn ấy. Ui đây là một chiếc xe cẩu cho đi xúc cát này. Đây là một chiếc xe cẩu cho đi xúc cát rất là xịn này các bạn ơi. Ui xe lửa, xe lửa, xe lửa, xe lửa. Wow một chiếc xe lửa này rất là đẹp này các bạn ơi. Ok pip 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 pip. Ui đây là một chiếc máy bay chiến đấu này. Ui bay lên bầu trời, bay lên bầu trời, bay lên bầu trời, bay lên bầu trời, bay lên bầu trời. Wow đây là một hộp đồ chơi mới rất là xịn này. Đó một hộp đồ chơi mới rất là đẹp này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, hộp đồ chơi này xịn xò quá đấy. Có cả máy xúc ở bên trong nhà, có cả máy xúc ở bên trong nhà rất là đẹp đấy các bạn. Nào bây giờ mình kéo ra. Ui các bạn ơi, đây rồi, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây là cái thanh gỗ này rất là đẹp này. Nào, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Ui máy xúc cát này xịn xò quá các bạn ơi. Ui máy xúc cát này ngầu quá các bạn ơi. Ui bip 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 bip. Máy xúc cát thả gỗ đấy các bạn ạ. Đây là máy xúc cát xe cẩu xúc cát thả gỗ đấy các bạn ơi. Ồ chiếc xe cẩu xúc cát thả gỗ này ngầu đẹp quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe cần cẩu xúc cát thả gỗ này luôn. Vui quá. Nào bây giờ mình giới thiệu các bạn này, đây xem còn xe gì không nhá. Đấy xe cần cẩu xúc cát thả gỗ này ngầu quá các bạn ạ. Ui đẳng cấp quá. Đấy các bạn này là thành này. Ui chạy đồng tôi trong suốt này, không được đẳng cấp chưa. Các bạn này đẳng cấp chưa nào. Bip 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 bip. Ui bây giờ mình sẽ tắt đi nhà, mình sẽ tắt đi. Nào ok. Nào giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một hộp đồ chơi mới này, xe cần cẩu này, xe máy xúc này, xe máy xúc, xe tải chở đất này. Ô, đây là xe bồn trộn bê tông này. Nào bây giờ mình xem nào. Ui, đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Ok, kéo ra. Ui, ở bên trong có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ô, một chiếc xe chở bê tông xịn quá các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Nào bây giờ mình bật lên nhà đó. Các bạn đấy, chiếc xe trộn bê tông này có xịn không nào? Ui, nào bây giờ mình sẽ bật lên để chơi nhá. Ui, điều khiển bồn luôn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông điều khiển được cả bồn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp quá các bạn ơi. Nào, ở đây mình xem còn xe gì không? Đây là máy xúc cát này. Đây là xe cần cẩu xúc cát này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là đẹp luôn. Wow, máy xúc cát đẹp. Nào, đây có một chiếc xe. Ơ đây là khủng long. Khủng long bạo chúa siêu to khủng lồ, khủng long đầu rồng quá ạ. Khủng long đầu rồng nha, mình sẽ chơi sau này ở đây nha. Mình sẽ chơi sau. Đây có một bộ đồ chơi robot biến thành khủng long chiến đấu này. Đấy, các bạn đẳng cấp chưa? Ui, ở đây mình cũng phát hiện ra robot này. Đây là hộp robot cầm cây kiếm để chiến đấu này. Con là hộp robot cầm cây kiếm để chiến đấu. Nó là xịn xò hết. Còn là à, đây là hộp xe tăng điều khiển từ xa nha. Hộp xe tăng to khủng lồ ấy các bạn ạ. To lắm. Đây, xe tăng có cả máy bay chiến đấu này các bạn ơi. Ui, hộp này có cả máy bay, có cả xe tăng chiến đấu luôn các bạn ạ. Hộp này to khủng lồ luôn. Ui, hai hộp xe tăng luôn đấy các bạn ạ. Tất cả có hai hộp xe tăng luôn, không phải là một hộp đâu các bạn ơi.
Ui, ở đây có một chiếc xe chuột bê tông điều khiển từ xa này. Ui, bíp 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 bíp, xe bồ chỗ nào bê tông bên trong ấy. Bíp 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 bíp. Ui, ở đây mình có phát hiện ra một đống đồ chơi này các bạn, một bao nhiêu đồ chơi các bạn. Ok, các bạn thấy chưa, một chiếc xe chuột bê tông to quá, đẹp quá các bạn ạ. Ok rồi các bạn ơi, đẹp quá. Nào, ở đây mình phát hiện ra có một bộ đồ chơi mới, ô tô biến hình thành robot này. Ô tô biến hình robot. Ui, ở đây có một chiếc xe cần cậu trên xúc cát nha. Wow, wow, một hộp xe bíp, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe bíp này. Ui, bíp 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 bíp. Xe bíp này xịn xấu quá các bạn ạ. Wow, đó, một chiếc xe bíp này rất là xịn luôn, xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ạ. Wow, các bạn có thích chiếc xe bíp này không? Có cửa đi lên và cửa đi xuống như thật đấy các bạn ạ. Ui, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra có ô tô biến hình thành robot chiến đấu này các bạn ơi. Hai hộp ô tô biến hình thành robot rồi. Ui các bạn ơi, đây là Lamborghini mở cánh mở cốp như thật này các bạn ơi, đẳng cấp luôn, xịn xó luôn. Siêu xe mở cánh mở cốp như thật đấy các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này có cả máy giặt kìa. Ui, có cả xà phòng đấy. Ui, cái bộ đồ chơi này đẹp nha các bạn nhá. Ui, mình rất là thích bộ đồ chơi này luôn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, ui, hôm nay mình còn tìm thấy một bộ đồ chơi mới rất là đẹp này. Ui, ở đây mình phát hiện ra một hộp đồ chơi, một hộp khủng long để trứng siêu tốc khổng lồ. Một hộp đồ chơi để trứng khủng long nha. Ui, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe ô tô Lamborghini mở cốp mở cánh này, các bạn ơi, xe đua. Đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa và xe tải chở đất này. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Đẹp quá các bạn ơi, đẳng cấp quá này các bạn ơi. Ok, đấy, xe tải chuyên đi chở đất này xịn xò quá các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chơi luôn chiếc xe này nhá. Đây là một chiếc xe điều khiển từ xa. Ui, xe 360 độ, xe 360 độ các bạn ạ, đẳng cấp các bạn ơi. Ngầu quá các bạn ơi. Ui, hay quá. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây có một, đây có rất là nhiều đồ chơi này. Bây giờ mình xem một đồ chơi gì nhá. Một thằng, ui, các bạn ơi, mình phát hiện ra bốn chiếc xe bíp luôn. Đây có bốn chiếc xe bíp luôn này các bạn ơi. Một chiếc xe bíp này, hai chiếc xe bíp này, ô, ba chiếc xe bíp này, bốn chiếc xe bíp này các bạn ơi. Đây bốn chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học nha. Đây là xe bíp này chuyên chở các bạn học sinh đi học này các bạn ơi. Bíp 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 bíp. Ui, đây là một chiếc xe bíp cảnh sát này. Xe bíp cảnh sát này xịn xò quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe bíp cảnh sát này luôn. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe bíp cảnh sát cửa đi lên và cửa đi xuống này các bạn ơi. Ok, đây một chiếc xe bíp quá là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe bíp này luôn. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ô, bíp 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 bíp. Đó. Bíp 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 bíp. Bíp bíp bíp. Ui, đây là một chiếc xe bíp đây này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bíp này rất là đẹp này. Mở được cửa đi lên này, cửa đi lên này. Wow, có cả cửa sau nha, cửa sau nha. Ôi các bạn ơi, chiếc xe bíp này có xịn xò không nào. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bíp này xịn xò quá các bạn ơi. Ok, mình rất là thích chiếc xe bíp luôn. Bíp 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 bíp. Đó, bíp 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 bíp. Ôi, đây là một chiếc xe bíp này chuyên chở các bạn học sinh đi học này. Ở bên trong có rất là nhiều ghế ngồi đẳng cấp và ngầu này các bạn ơi, xịn xò luôn. Một chiếc xe bíp đẹp quá các bạn ạ. Ôi, xịn xò quá các bạn ơi. Wow, ngầu quá các bạn ơi. Ok, một chiếc xe bíp đẹp nhờ các bạn nhờ. Các bạn có thích chiếc xe bíp này không? Ôi, bây giờ mình sẽ nào tiếp cái rổ này lên xem bên dưới cái rổ này có những chiếc xe gì nhỉ? 1, 2, 3, ui, 1, 2, 3, 4, 5 chiếc xe bồn trộn bê tông, 1 chiếc xe trộn bê tông xịn xò này, 2 chiếc xe trộn bê tông đẹp này các bạn ơi, xe trộn bê tông màu vàng này, 3 chiếc xe trộn bê tông này, ôi, có 4 chiếc xe trộn bê tông luôn này các bạn ơi, 5 chiếc xe trộn bê tông luôn, wow, 6 chiếc xe trộn bê tông xịn xò đẳng cấp đấy các bạn ạ, đấy toàn là xe trộn bê tông đẹp luôn nhờ các bạn nhờ, đẳng cấp luôn, đó, các bạn có thích những chiếc xe này không nào, đẹp quá, nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo, ở đây có một cái rổ đồ chơi nữa, ui, các bạn ơi, có 4 chiếc xe mô tô luôn này các bạn ơi, một chiếc xe máy của người nhẹ này, wow, xe mô tô đua này các bạn ơi, toàn là xe đồ chơi xịn xò đẳng cấp rồi, đấy, đây là xe mô tô này, wow, hôm nay nhiều xe mô tô quá các bạn ạ, ui, đây là xe mô tô cảnh sát này các bạn ơi, wow, đây là xe mô tô xịn xò đẳng cấp này, ui, đẳng cấp chưa, wow, hay chưa, hay chưa, toàn là xe xịn đấy các bạn ạ. Đó, mình rất là thích những chiếc xe luôn đấy. Wow, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Đây là một chiếc xe mô tô xịn xò và đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ơi. Ui, 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 ui. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Đây là một chiếc xe mô tô. Đây là một chiếc xe mô tô. Người nhận lái xe mô tô. Các bạn ạ, quá là xịn xò và đẳng cấp luôn. Ui, ui các bạn ơi. Đây là một chiếc xe. Ui, đây là một cái rổ. 1, 2 bạn, 1, 2 bạn. Ui, các bạn ơi. Đây một chiếc xe cần cẩu. Hai chiếc xe, một chiếc xe cần cẩu này, đẹp quá các bạn ạ. Hai chiếc xe cần cẩu này, wow, các bạn ấy, em có âm thanh và ánh sáng luôn. Ba chiếc xe cần cẩu, ui, bốn chiếc xe cần cẩu luôn đấy các bạn ơi. Ok, đó, bốn chiếc xe cần cẩu này, đẹp quá các bạn ạ, xịn xò đẳng cấp quá các bạn ơi. Bây giờ mình phải chạy thử với nhà. Bíp 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 bíp. Ui, động cơ rất là mạnh luôn. Bíp 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 bíp. Ui, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác là xịn xò đẳng cấp luôn. Có âm thanh và ánh sáng luôn, rất là đẹp, rất là xịn luôn. Mở được tặc cả cốp luôn, mà là cả cốp vậy. Ui, xịn chưa, xịn chưa. Đó, các bạn đánh nhau cho pip 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 pip. Đẳng cấp chưa, pip 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 pip.
Ui đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu ấy à, một chiếc xe vận tải vận cẩu đẹp quá các bạn ơi. Ui có âm thanh và ánh sáng này, có âm thanh và ánh sáng luôn, xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác các bạn ạ. Wow đẹp quá. Nào, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe xe này là một chiếc xe bíp 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 bíp, xe chuyên đi sửa chữa điện các bạn ạ. Ừ, xe chuyên đi sửa chữa điện này đẹp bằng ngầu quá các bạn ơi. Đó, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe ô tô cảnh sát chuyên đi tuần tra thành phố này các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát chuyên đi tuần tra thành phố này, một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 nhá. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 như thật luôn này các bạn ơi, như thật luôn, động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Bíp 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 bíp. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe bán tải. Một chiếc xe ô tô bán tải này đẹp quá các bạn ạ, xịn sò và đẳng cấp quá. Đó, ui đây là một chiếc xe cứu hộ này. Bíp 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 bíp. Một chiếc xe cứu hộ này xịn quá các bạn ơi. Ô, có cái móc này. Ờ đây là một chiếc xe này là xe chở đất nha. Đó, một chiếc xe chở đất này xịn địa hình đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe địa hình chuyên đi chở đất. Ui, các bạn ơi, chiếc xe địa hình có xịn không? Đẳng cấp không? Ui đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu này. Ồ, xe vận tải vận cẩu này đẳng cấp quá các bạn ạ. Ui động cơ rất là mạnh các bạn ạ, động cơ rất là mạnh. Ui ngầu quá các bạn ơi. Đó, pip pip pip. Ui. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe container chở hàng các bạn ạ. Đó, một chiếc xe container chở hàng chạy tốc độ đỉnh cao luôn. Đó, pip 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 pip. Wow. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở rác các bạn ạ. Ôi chiếc xe tải này hạ thùng này. Đó, chiếc xe tải này đẹp nha các bạn ơi. Vin vin tốc độ đỉnh cao rồi, đi chở rác rồi. Vin vin vin. À, đây là một chiếc xe dọn rác màu đỏ các bạn ạ. Một chiếc xe dọn rác bố đi đấy. Pip pip pip. Wow. Vin 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 vin. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy các bạn ạ. Pip pip pip. Pip pip pip. Pip pip pip. Wow. Chiếc xe này chạy tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Đó. Vin 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 vin. Hay quá. Đây mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo còn nhiều xe quá. Đây là một chiếc xe cảnh sát nha, xe cứu hộ đấy các bạn ạ. Ồ chiếc xe này tốc độ đỉnh cao hơn. Wow. Hay các con được pip 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 pip. Đây là các bạn ơi, đây là xe ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Mở được 4 cánh cửa luôn đấy các bạn ạ. Mở một chiếc ô tô cảnh sát này. Quá đẹp luôn. Xe này màu trắng này rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát chưa đi tuần tra đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ tắt chiếc ô tô cảnh sát đi nhá. Nó xịn xò luôn. Đẹp nha các bạn nhỏ. Bíp bíp bíp. Đây là một chiếc xe bíp cảnh sát này các bạn ơi. Xe bíp cảnh sát này có cửa đi lên và cửa đi xuống luôn. Có âm thanh và ánh sáng luôn, màu trắng ấy. Ôi. Ôi bây giờ mình sẽ chạy thử luôn chiếc xe bíp này nha. Nào. Xe động cơ có mạnh không các bạn ơi? Bíp bíp bíp. Ôi, các ơi, động cơ rất là mạnh luôn. Đó. Bíp 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 bíp. Đây là xe cần cẩu chuyên múc cát và ủi cát này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là ngầu luôn, kết hợp hai trong một luôn. Đó, múc cát luôn, múc cát luôn. Nào, múc cát lên xe tải thôi các bạn ơi. Đó, múc lên cát lên xe tải để chở cát này các bạn ơi. Múc thêm một cầu nữa nha các bạn nhá. Đó, múc thêm một cầu cát nữa nè. Ôi, gần đây rồi các bạn ơi, gần đây thùng xe nhỏ. Bây giờ mình sẽ chút luôn nha. Đi đi nào. Vin 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 vin. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Nào, bây giờ mình sẽ bèn bèn cát nào, bèn bèn cát nào. Nào, bèn bèn cát luôn này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Đó, xe này kết hợp hai trong một luôn. Vừa chở được cát này còn ủi được cả cát đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn. Ủi cát luôn này. Ủi cát này. Ôi, các bạn ơi, đây là xe này là xe tải chuyên đi chở rác siêu to khổng lồ các bạn ạ. Chiếc xe này to lắm các bạn ơi. Siêu bự luôn. Đó, bên trong chiếc xe này còn có một chiếc xe nhỏ nhỏ đấy. Đây mình sẽ mở nắp thùng cho các bạn xem. Đó. Ui, ở bên trong có một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe chuyên đi dọn rác nhỏ nhỏ rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, zin 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 zin. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp thùng vào này. Đó, hay chưa? Wow, các bạn ơi, ở trên này còn mấy chiếc xe to quá. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ các bạn ạ. Bíp bíp bíp. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông Bonnie các bạn ơi. À, chiếc xe này chuyên đi trộn bê tông đấy. Và bây giờ của mình đi ra vườn thôi. Ui các bạn ơi, ở đây có nhiều vị câu cá Pikachu này. Ui, đây là vị câu cá Pikachu đấy các bạn ạ. Đây mình xem, đây là đây 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 các bạn. Đây có vị câu cá máy bay luôn này, có được có hai cái búa đập cá luôn. Đây có vị điện thoại này, có được quét đồng hồ đấy các bạn. Ở đây có vị câu cá con mèo này các bạn. Con mèo đấy. Wow. Đây mình phải tìm với cho tôi con ơi. Đây mình phát hiện ra một chiếc xe cứu hỏa siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cứu hỏa mở được cánh cửa luôn. Chiếc xe này to như các bạn ơi, to. Đây mình phát hiện ra một hộp xe đồ chơi mới này các bạn ơi. Hộp xe này là hộp xe gì đây? Ui, ui, toàn là ô tô cảnh sát đây các bạn ơi. Đây mình xem có xe gì nhá. Xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Ô tô cảnh sát màu trắng này, ui màu xanh này, màu đen này và màu đỏ này. Đó, wow, các bạn ơi. Ở đây mình lại phát hiện ra bộ đồ chơi nấu ăn nha. Có cả con cá luôn này. Đó, có cả bếp ga này, có con tôm luôn này các bạn ơi, có cả con cua này. Ui có mấy cái thìa cái dĩa này. Ồ, cái bộ đồ chơi nấu ăn này đẹp đấy nhỉ các bạn nhỉ. Ồ, mình ở đây nhá. Đây cái mình giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi câu cá có con gà này. Có hay cần câu cá luôn các bạn ơi. Hay quá, hay quá. Đó, đẹp nhỉ các bạn nhỉ, mình ở đây nhá. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra nhiều đồ chơi mới quá. Đây là một hộp khủng long này các bạn ơi, khủng long bạo chúa luôn. Wow, đây có cả cái này là kiếm của siêu nhân nhạn đấy các. Wow, ở bên này còn nhiều đồ chơi lắm các bạn ơi, mình phải khám phá thôi. Đây cái bộ đồ chơi câu cá này cũng rất là đẹp này các bạn ơi, có hai cái cần luôn. Ui đây là vị đồ chơi có cả bi sao này các bạn ơi, có cả cái thìa cái giết kìa. Wow, đây có bộ đồ chơi có hoa quả này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi hoa quả này rất là đẹp luôn.
Đây còn có cả bộ đồ chơi bác sĩ này. Ô cái bộ đồ chơi bác sĩ này cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Ô hay nhở. Đây còn nhiều đồ chơi lắm. Đây là bộ đồ chơi trang điểm này. Đây là bộ đồ chơi và con gái này. Có cả cái cặp bên các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đó. Ôi. À. Các bạn ơi, cái bộ đồ chơi đi siêu thị này rất là đẹp này các bạn ơi. Đây có con lạc đà này các bạn ơi. Có một con lạc đà nha. Đây là một cái kiếm của siêu nhân nhẹ này các bạn ơi. Cái kiếm của siêu nhân nhẹ nha. Rồi bây giờ mình phải đi tìm những chiếc xe đồ chơi thôi. Là một chiếc xe tăng điều khiển 8 trường à. Bùm bùm bùm. Hay quá các bạn. Mình đang điều khiển xoay nóng nha. Mình sẽ đặt cái khiêng lên này. Một phát ạ. Ui các bạn ơi. Mình đã phát hiện ra đây là một chiếc xe tăng nha. Xe tăng biến hình đấy các bạn ơi. Một chiếc xe tăng biến hình thành robot đẳng cấp luôn. Ui. Xe tăng này biến hình 201 luôn đấy các bạn ơi. Rất là ngầu luôn. Bùm 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 bùm. Xe tăng này chạy nhanh quá nha. Đó, hay quá. Rồi. Tiếp theo cái khiêng thứ hai này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe gì? Đây là xe bồn trộn bê tông quá nha. Một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy các bạn ạ. Có cái bồn màu xanh xoay được cả bồn chứ đào bê tông bên trong nha. Ồ, động cơ rất là mạnh luôn. Ồ, cái xe này xịn đấy các bạn ơi. Pi pi pi. Wow, hay quá các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe tăng nha các bạn ơi. Hôm nay nhiều xe tăng biến hình lắm các bạn ạ. Ồ, xe tăng này cũng là xe tăng biến hình đấy. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ ở đây nha. Ồ, nhiều xe lắm. À, đây là một chiếc đầu kéo của máy cày ruộng này các bạn ơi. Chiếc xe này là phục vụ cho nông nghiệp đấy các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Hay quá. Nào, đây là một chiếc xe bít các bạn ạ. Xe bít này rất là ngầu luôn. Ở bên trong có rất là nhiều ghế ngồi kìa các bạn ơi. Ở bên trong còn cả tivi nữa nha. Đó, đẳng cấp luôn, có đèn luôn đấy các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này ít thật luôn đấy. Rồi tiếp theo đây là một chiếc điện thoại bàn này các bạn ơi. Một chiếc điện thoại đồ chơi nha. Còn có cả bốn bánh xe luôn. Đó. Đây là máy bay chiến đấu thằng siêu tăng này các bạn ơi. Máy bay chiến đấu với hình tăng đấy, đẳng cấp luôn. Đó, 201 luôn. Đó, vừa đến hình máy bay chiến đấu lại còn biến hình được cả xe tăng nữa các bạn ạ. Ui, các bạn ngầu ơi. Ồ, hay quá. Lượn một vòng cho các bạn xem này. Ơi, hay chưa. Ở đây các bạn nhá. Ôi, đây là một chiếc xe tăng con ếch kìa các bạn ơi. Ồ, xe tăng con ếch chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Ôi, bùm bùm bùm. Cái lòng súng to cho các bạn ơi. Ồ, xe tăng bằng nhựa các bạn nhá. Ôi, tiếp theo, đây là một chiếc xe cần cầu siêu to khổng lồ các bạn ạ. Có một chiếc xe cần cầu móc nha. Xe này có hai còi luôn. Có bạn trai lái xe luôn này. Ồ, rồi ok, để đây nhá. Đây là máy xúc cát này, xe cần cầu múc cát này, màu vàng này các bạn ơi. Chiếc xe này chuyên đi múc cát đi. Ồ, chiếc xe này to lắm. Ồ, màu vàng rất là đẹp luôn. Ồ, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi mới nè. Nào, các bạn ơi, bây giờ mình xem có xe đồ chơi gì mới mới nha. Ui, ở đây mình phát hiện ra rất nhiều bộ xe đồ chơi này. Đây có bộ đồ chơi xe bony này các bạn ơi. Có cả xe tải luôn. Ồ, có cả máy bay trực thăng kìa. Có cả xe lửa luôn đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ chọn một chiếc xe xịn xịn để chơi nhá. Đây. Đây là một chiếc xe tải đen chở cát này các bạn ơi. Duyên duyên động cơ rất là mạnh luôn. Duyên duyên duyên. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra rất nhiều ô tô của siêu nhân này. À, đây là bộ đồ chơi siêu nhân biến hình thành máy bay chiến đấu các bạn. Đó là cấp luôn. Ồ, hay quá, siêu nhân đấy các bạn ạ. Cái bộ đồ chơi này đẹp quá. À, đây là bộ đồ chơi biệt đội siêu hùng này các bạn ơi. Có rất là nhiều ô tô của siêu nhân bằng sắt luôn đấy các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Wow, ở đây có bộ đồ chơi siêu nhân biến hình ô tô chiến đấu này các bạn ơi. Đó. À, ở bên này còn bộ đồ chơi gì đây các bạn ơi? Mình sẽ kéo ra nào. Ui, đây có cả người sắt phiên bản nâng cấp này các bạn ơi. Ôi, xe này sắt phiên bản nâng cấp luôn đấy các bạn ạ. Đây mình xem nào. Wow, đẳng cấp luôn. Hôm nay tìm được toàn bộ siêu chị đây các bạn ơi. Ôi, phát sáng luôn nha các bạn nhá. Nó đẳng cấp luôn. Nào. Ui, ở bên này có cả mặt nạ của người sắt này các bạn ơi, có cả ô tô luôn. Có cả ô tô kìa các bạn ơi. Ô, đây có bộ đồ chơi. Xe này biến hình thành bao hôm nay có nhiều bộ chơi xịn đấy các bạn. Đây là bộ đồ chơi có cả xe container kìa các bạn ơi. Có cả xe container nha. Ui, có cả xe của ui xe container này mới đẹp này các bạn ơi. Đây cái bộ đồ chơi biệt đội bảo vệ này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này rất là xịn luôn. Bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc đồ chơi để chơi. Đây là máy bay trực thăng các bạn ơi. Bây giờ mình phải bay đi tìm xe đồ chơi mới được các bạn ơi. Nào, bay nào. Đây là ui bay. Các bạn thấy chiếc xe cứu hỏa này có đẹp không? Đó, xe 360 độ luôn. Xe cứu hỏa này chuyên đi chữa cháy các bạn nhá. Quá là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe cứu hỏa này đấy các bạn ạ. Rồi tiếp theo. Đây, bên này mình phát hiện ra một túi xe đồ chơi mới đấy này các bạn ơi. Túi xe này có rất là nhiều xe luôn, bây giờ mình sẽ mở luôn cho bạn cùng xem nha. Đây là máy xúc cát này. Chiếc xe này chuyên đi xúc cát đấy các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát nha. Đó, một chiếc xe cần cẩu múc cát rất là đẹp luôn. Chuyện xoắn luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay quá. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Quá là đẹp luôn. Đó, xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Pi. Ôi, hay quá. Đây mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông nha. Chiếc xe này là xe trộn bê tông đấy các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này có thể xoay được bồn luôn đấy các bạn ơi. Pi. Ba chiếc xe các bạn ạ. Ba chiếc xe rồi. Đây là một chiếc xe tải đen chuyên đi chở cát này các bạn ơi. Ồ, chiếc xe tải đen này đẹp nhá. Đó, mình sẽ thử nào. Pi. Tốc độ đỉnh cao luôn. Bộ này có 4 chiếc xe các bạn. Đây cái tủ vít để chúng ta tháo lắp này các bạn ơi. Đây tháo lắp như này các bạn nhá. Đó, hay chưa. Ôi, đẳng cấp luôn. Chưa hay chưa các bạn ơi. Tháo ốc ra rồi lắp ốc vào nhá. Quá đẹp luôn, xe tải này, xe bồn này, xe cần cẩu, xe máy xúc này. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông nhá. Rồi,
mình sẽ cùng bạn xem cái quả tìm xem đồ chơi mới nha. Ring các bạn ơi, một chiếc xe đạp to đang chạy, chiếc xe này sắp đi các bạn. Đi ui đẳng cấp luôn. Ồ nghe chưa, đây mình sẽ quay một vòng cho bạn xem nha. Nó xịn xò chưa này. Ồ đây là máy xúc cát tích hợp với cả cái thùng này chở cát luôn đấy các bạn ạ. Đó nghe chưa, màu trắng nha. Đây là máy xúc cát, trong suốt nhìn thấy cả động cơ bên trong ấy các bạn. Đó máy xúc cát này rất là xịn xò đấy. Vinh hay quá các bạn ơi. Vinh Bi ui hay quá các bạn ạ. Đó đẳng cấp luôn. Ồ các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải to nhá. Xe tải to đang chở hai chiếc xe đồ chơi rất là đẹp. Đây là ô tô cảnh sát xoay 360 độ này các bạn ơi. Chiếc xe này có thể mở được cánh cửa đấy. Đó đẳng cấp luôn, xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Ô mình nhận này. Đó chỉ bị xoay 360 độ cho bạn xem này. Đó hay chưa. Xịn xò, các bạn ơi xịn xò chưa. Đẳng cấp ơi, bây giờ cùng mình chơi với những chiếc xe ở đây nhá. Ở đây thì có rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Đây là một chiếc xe buýt này các bạn ơi. Xe buýt này chuyên đưa đón các học sinh đi học đấy các bạn ạ. Chạy rất là nhanh luôn chiếc xe buýt đấy các bạn ạ. Đó hay chưa. Đó nào mình giới thiệu các bạn một chiếc xe đàn cậu to nhá. Chiếc xe đàn cậu rất là to luôn. Đó mắc mấy chiếc xe cổng cong các bạn ạ. Đó chiếc xe đàn cậu móc các bạn nhá. Đó nào bây giờ mình giới thiệu các bạn đây là một chiếc ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Đó pi hay quá các bạn ơi. Nào mình giới thiệu các bạn, đây là xe bồn trộn bê tông to này. Đó chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi. Nào pi pi đó hay chưa. Nào mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe buýt nha. Ồ một chiếc xe buýt rất là đẹp luôn. Ồ hay chưa, xe buýt đóng cửa. Đó hay chưa. Ồ có hai gương luôn. Đó mình chạy thử luôn nha. Pi xe buýt đưa đón các bạn xin chào đấy các bạn ạ. Pi xe đầu kéo bước đầu đến hình đấy. Đó chuẩn bị biến hình cho các bạn cùng xem nha. Wow chuẩn bị biến hình này. Biến hình với các bạn ơi. Let's go. Ui thành công hay quá các bạn ơi. Ngầu rất là ngầu luôn. Đó một chiếc xe đầu kéo bước đầu đến hình đấy. Đó mình rất là thích chứ. Đây là bạn xe cần cậu, cần cậu móc ấy, xe cần cậu móc xe cảnh sát đấy các bạn ạ. Đó mình dự dùng bạn xe cần cậu nào là mình cậu tất cả các loại xe đồ chơi khổng lồ lên cho các bạn cùng xem nha. Đây mình sẽ cậu cái bạn xe cần cậu đầu cùng góc bạo chú này lên này. Công cần luôn. Ui lên nào. Ui công cần này. Nhưng mà vẫn lên được các bạn ạ, không được cái được cần đâu. Đó các bạn lấy chiếc xe cần cậu cảnh sát này có khỏe không? Ui ngầu chưa. Mình sẽ để mất nha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chọn tiếp một bạn xe nữa mình cậu tiếp. Đây mình sẽ cậu cái bạn xe cần cậu móc boni nhỏ nhỏ này. Lên cao. Ui đẳng cấp luôn. Đó hay chưa. Ok, lên này như cần câu cá luôn đấy các bạn ơi. Rất là ngầu luôn. Mình để đây nha. Đó zin rồi. Tiếp theo mình sẽ chọn tiếp một bạn xe cần cậu nữa mình cậu tiếp nào. Đây, mình sẽ cậu cái bạn xe máy xúc cát này lên này. Lên này như cần câu cá đấy các bạn ạ. Không cần luôn nhưng mà không khẽ được cần đâu các bạn ơi. Ôi bẻ đây nha. Ôi bây giờ mình xem còn xe gì không nào. Đây mình sẽ cậu tiếp một bạn xe máy xúc cát kết hợp với cả ben này cát các bạn ơi. Kết hợp 2 trong 1 luôn. Vừa xúc được cát vừa chở được cát đấy các bạn ơi. Ui lên này. Đó như cậu cần câu cá ấy.